Chơi chơi gì chơi? Ồ oh, wow, cô chú coi chơi tự xây nè. Wow, đẹp quá. Đẹp quá. Ừ, đừng có đâm đâm ngã con. Màu này màu gì chơi? No. Orange. Ông té rồi. Té rồi hả? Orange. Orange. Không phải oxy, không nói nè. Orange. Orange. Đúng rồi, giỏi quá, high five. Boom. Chay chay chay, đi về ông nội chơi không? Sao không đi về nội chơi? Đi, đi 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 bà ngoại chơi không? Chứ đi đâu? Ừ đi. Mà con có thương ông nội không? Cái gì? Con có thương nội không? Nè nói cho ông nội nghe coi chị có thương nội không? Nói đi nội hả? Đi ông nội không? Đi ba Quy, đi Vinh Sành không? Đi đi bà ngoại không? Đi xuống ngoại năm không? Chứ đi đâu? Hả? Đi năm hả? Gì tầm 7 không? Nói tầm 7 bà. Nó con bắn gà nó tầm 7 bà không à. Mà chay có thương ba Quy không? Đúng rồi. Chay có thương Vinh Sinh không? Sinh. Bác sĩ chích mẹ hả? Nè con chích vô tay mẹ đi. Ô da, đau quá. Chích đâu nữa? Trời. Ơ trời à. Ơ trời nó sọt lỗ tay tôi. Không mẹ miếng ngay. Con có chút mẹ không? Mẹ kia má. Ê thôi đừng sọt vô đuôi mắt tôi à. Chích à. À. Trời ngon quá. Không mẹ miếng. Ôm cổ mẹ, ôm cổ mẹ lại. Oh. I love you chị đi. Đau. Ui da, tự nhiên cái chơi. Bác sĩ. Ai da. Chết kìa. Dạ. Nó làm chút tôi bị viêm tay luôn á. Ouch. Đau quá. Thôi ngồi chơi đi, ngồi chơi ấy, hôn mày miếng ơi, ôm cổ hôn mày miếng. Còn mà mày thật con nói với ông nội nghe nè, con có thương nội không? Có thương bà ngoại không? Dạ. Gì đó đi đâu nữa? Trời ơi qua lỗ tai này vậy? Khổ dữ vậy. À. Mẹ mẹ ơi. Ừ đau mẹ rồi. Con chích cho cô chú coi, chích cho cô chú coi. Chích nè. Không mẹ miếng ơi, không mẹ miếng ơi. Chích nè. Ây da, da đau dài quá. À. 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 Đau quá. Chích cho con không mẹ miếng đi, không mẹ. Không mẹ. Không mẹ. Hả? Ai xếp chào tao. Cái gì? Ai xếp chào tao. À, con hôn mẹ miếng ơi. Ai xếp chào tao. Chay, hôn mẹ miếng ơi. Hôn mẹ miếng. I love you. Con nói I love you mommy. I love you mẹ. Rồi, mẹ cảm ơn chay. Mẹ đau tay tao rồi. Ừ, mẹ đau tay đau rồi. Mà con có nhớ mẹ Ngân không? Còn con có nhớ ba Bảo không? Nhớ ba Bảo. Con có nhớ ba Quy không? Mẹ. Sao? Chữa rồi. Dạ đâu. Thôi giờ lấy cái đàn hát bản cho cô chú nghe kìa. Cô chú khoái con hát kìa. Cô chú khoái. Ây đào quá trời. Cái đàn màu hồng đâu rồi? Xích nè. Ừ xích nè. Mà cái đàn màu hồng đâu? Đời sinh viên có cái đàn guitar đâu rồi? Này sức cho cô chú nè. Rồi giờ tới chích cho em á hả? Em bị bệnh gì mà con chích à? Em bị quét xấu. Em bị bệnh gì? Em bị quét. Em bệnh em bị... đau rồi. Em đau rồi mà đau gì vậy? Em đau chích. Con có tự chích con không? Con tự chích con đi. Chích nha.
Xịt nè, đúng rồi. Xịt em rồi. Xịt em rồi, em có hóc không? Em hóc. Ôi nè. Gì đó nè. Gì con? À, 9 là 1, 2 à, 1, 2 1, 2 1, 2 sao? 1, 2 hay 1, 2. Bây giờ con có, mà, con có chích bao quy không? Chích bao quy. Chích nè, bao quy đấy, chích nè. Rồi chích, có chích Vincent không? Ờ, chích Vincent rồi. Có chích ông nội không? Chích nè. Có chích cho bà ngoại không? Dạ, chích nè. Chích ai nữa, chích ai nữa, có chích bà Ngân không? Chích nè, chích nè. Có chích bà Bảo không? Chích bà Bảo, chích Ngân. Chích bà Bảo, chích Ngân à. Chích ai nữa? Chích mắt rồi. Chích ai nữa? Chích mắt. Chích mắt luôn à. Chích gì dữ rồi trời. Chích mũi. Chích mũi luôn. Bác sĩ này quá luôn, bác sĩ này là đại chích chứ không phải tiểu chích rồi. Bác sĩ thì... chích chứa tay mẹ. Chích chứa tay luôn. Chích chứa tay. Cái đó là cái đuôi chứ không phải lỗ tai. Cái đó là cái đuôi. Rồi. Đó, chị ăn nem nướng á cô chú. Nem nướng nè. Ừ, hỏi cô chú ăn không? Ăn. Đó. Giỏi quá. Con ăn mẹ. Con búp gì? Hả? Con. Con ăn xong đi mẹ cho con coi. Bát. Ừ, con ăn xong đi mẹ cho con coi. Ăn cho ngoan nghe chưa? Mời cô chú ăn chưa? Ăn nhai từ từ thôi nghe chưa? Ăn nhai từ từ. Mẹ đốt nước cho cha nha. Mẹ đốt cho cha miếng nước nha. Không, nhai nuốt xong đây là mới uống nước. Đó. Đúng rồi. Em ăn dệt nè. Ăn dệt đi. Em ăn dệt nè. Uống miếng nước vô. Dệt bước. Giỏi quá. Rồi bỏ miếng dệt vô miệng. Đúng rồi. Con đang ăn gì chay? Ăn dệt nè. Con nói nem nướng. Đúng rồi. Nướng chín chi đây. Hả? Nướng chi đây. Nói không hiểu nói gì hết. Rém miệng chay. À. Rém miệng chay. Ăn đi, ăn thêm cục nem nướng nữa đi. Đó. Đó là sao? Đó mẹ. Hả? Rồi rớt rồi. Thôi lấy cục khác đi, lấy cục. Ăn cục khác đi rồi mẹ đi lộng cho. Ăn cục khác đi. Wow. Cũng ráng lụm cái cục đó hả? Đúng rồi, giỏi quá. Ăn luôn hả? Thôi kệ đó, ở dơ sống lâu. Ăn chay à? Ở dơ, ở nói đi con nói đi, ở dơ sống lâu. Ở dơ bơ. Để mày dục cho, để mày dục cho con ngồi cưng. Ừ, để mày ngồi, con ngồi đây với nó con ăn đi, để mày dục cho, đừng có lăn xăng con. Mẹ chứ ngồi. Sao mẹ ngồi hả? Con ngồi xích qua đi cho mẹ ngồi đây. Ngồi xích qua, ngồi bên đó đi. Ngồi. Mẹ con ngồi xích qua đi để mẹ ngồi, đúng rồi. Rồi. Rồi, cho ngồi xuống đi, mẹ ngồi cái bên nha. Rồi, cảm ơn chay nha. Cảm ơn nhầm. Bye bye già. Hả? Bye bye già. Bye bye già hả? Bye bye quýt nè. Già quýt vậy hả? Dạ, với lão nè. Lão kia. À, ghê ghê làm đức tượng hả? Ghê ghê. Mà bây giờ nè, bây giờ con nói cho cô chú. Bây giờ con nói cho cô chú nghe nè, con gà nó gái thì sao? Gà to có. Rồi. Gà to có. À, rồi con heo nó kêu sao? Ê. Hả?
Heo kêu. Rồi rồi con chó sói nó hú làm sao? Rồi con chó đó nó sủa làm sao? Rồi con gì nữa ta? Con mèo nó kêu làm sao? Mèo mèo. Con ngựa nó hí làm sao? Dữ 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 quá dữ luôn. Còn con gì nữa ta? Con gì ta? Con gì? Con chay nó khóc làm sao? Quá dữ. Ba Quy khóc làm sao? Ba Quy. Rồi nó nghe nè, rồi mẹ có khóc không? Mẹ khóc rồi sao? Mẹ khóc cho mắt nước mắt chảy ra hả? Rồi ba khóc rồi sao? Khóc. Ồ ba khóc vậy hả? Ba khóc. Rồi nó nghe nè, ba khóc rồi bà ngoại có khóc không? Bà khóc. Khóc rồi sao? Bà ngoại khóc rồi sao? Rồi Vinh Vinh Sinh khóc sao? Rồi chơi mô Phật cho mẹ con ơi. Đúng rồi, nằm xuống luôn. Hả? À cái đó là đồ của mẹ đó. Giờ chơi mô Phật cho mẹ coi. Đúng rồi. Mô Phật coi. Đúng rồi. Hả? Nhưng mà con mô Phật các bạn, mô Phật trước đi rồi mẹ lấy cho. Mô Phật đi. Nằm xuống luôn. Xong rồi gì? Đúng không? Hả? Một cái rồi. Một cái gì? Một cái nào lấy một cái mẹ. Không, cái đèn nó đâu lấy được đồ chơi đâu. À mấy cái dây á hả? Cái dây đeo tay hả? Thôi không được, để mấy dây đeo tay nó đi chứ con lấy con chơi con phá không à. Lấy một cái đâu rồi. Ờ. Nè ăn miếng nó đi. Ăn nó xà. Đúng rồi. Ăn nó kìa. Ăn nó xà. Ừ. Ăn nó xà. Đúng rồi. Đậu vô. Cái nhỏ này. Đem vô. Ôi treo. Ừ. À, đây này đây. Đây này. Ngon quá hả? Ừ. Đó, bây giờ cho ăn sủi. Rồi cầm đi, chờ cho ăn sầu riêng á cô chú ơi. Không mời cô chú chưa? Ai vô chưa? Bà nội Nhung đang gọi đấy, bắt máy bà nội Nhung đó nha. Ok. Ok. Nghe bà già ơi. Nửa tiếng bận rộn. Ôi. Cái gì? Con gọi cô Nhung có bắt máy, cô Nhung nói gì chị vậy? Làm gì? Thiệt à. Ủa thiệt luôn hả? Kinh rồi. Ủa sao có like được? À. Khỏi đứa. Phanh cứng. Dạ, sao mấy phút rồi? Cho máy nè. Sáng giờ cô Nhung bận à? Trời ơi, chay ăn sầu riêng nè, chay ăn sầu riêng đã giờ chưa? Wow. Chay đang ăn sầu riêng. Này. Ôi trời ơi. Trời. Cái cho bà Nhung ăn không? Không mà không cho. Không muốn. Trời ơi, nó quẹt lên đầu nó rồi.
Ăn xong tắm ngay chay. Mà trời ơi, coi cái trộn. Ủa, nó bỏ miếng sầu riêng vô miệng nó kìa. Wow. Hết rồi. Ăn hết. Đâu có mấy người trong đó chứ cô Nhung. À con đó. Dữ không? Đâu có, con mở cái video của Julia lên. Con mở cái video của Julia lên đó. Cái con nó mua đồ gì con mua y chang nữa đó. Rồi con làm. Chứ con này mua. Không hết rồi. Không hết. Nữa không? Không nữa. Con nói làm sao? Mẹ lấy cho con thêm nữa, con nói làm sao? Con cảm ơn mẹ. Ai, cái này là ăn nha, chứ không có phá nha. Thấy miếng thứ hai là thấy muốn phá rồi đó. Đây nè, bà Nhung mới gọi nè. Cho bà Nhung miếng nguyên nguyên kìa. Ăn gì ghê vậy? Nó che lại kìa, nó ôm lại nó không cho ăn kìa. Trời, cho bà Nhung miếng rồi. Cho bà Nhung miếng. Ôi trời ơi, mặn ghê luôn, có sợ. Bà Nhung có bánh nè. Nó lớn nè. Ủa sao con không cho bà Nhung ăn sầu riêng mà ăn đòn bánh? Ừ. Cho bà Nhung miếng, bà Nhung cho này nè. Đút cho bà Nhung ngủ thì bà Nhung cho con miếng. Lên. Trời đất ơi. Không, ôm cứng ngắc luôn. Cười gì? Bảy lên kia kìa.